Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cho mở cửa trường học với lớp 9 và lớp 12. Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường điều tra dịch tễ nơi nguy cơ cao, cao, lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới. Hà Nội yêu cầu giải trình về phát ngôn chậm, đưa F0 đi điều trị do thành phố quá tải. F0 tăng trở lại, lo hệ thống y tế vượt ngưỡng chịu đựng. cùng tham đến tưởng niệm 23.400 đồng bào đã mất trong dịch Covid-19. Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Báo sức khỏe và đời sống. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế huy chương rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Còn sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi sáng ngày 19 tháng 11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch năm học 2021-2022. Thời gian cho học sinh học trở lại vẫn chưa được chốt. Học sinh khối 9 và 12 được tiêm đủ vaccine ít nhất 14 ngày có thể đi học trực tiếp từ ngày 10 tháng 12 ở các địa phương có dịch cấp độ 1 và 2. Kế hoạch dạy và học trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến hoàn thiện trong tuần này được yêu cầu tiếp tục bổ sung hoàn thiện Kế hoạch này phải được triển khai đến các sở ngành liên quan và ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện, thành phố thủ đức để có sự đồng bộ, thống nhất. Theo ông Mãi, mở cửa trường học trở lại là việc lớn và rất khó, được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Do vậy, quyết định đưa ra phải chịu trách nhiệm cao trước nhân dân, phụ huynh, học sinh. Thành phố phải bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng để làm sao phải mở trường an toàn, không thể mở ra rồi lại đóng vào. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành giáo dục, y tế phải giả soát các yếu tố, cơ sở vật chất, tỷ lệ tiêm vaccine, phương án an toàn trước khi mở cửa trường học. Mỗi trường phải có quy trình xử lý các tình huống bất thường xảy ra nếu học sinh trở lại. Phương án có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý bình tĩnh, hiệu quả trong mọi tình huống. Theo ông Mãi, khi hội đủ các yếu tố trên, ngành giáo dục thí điểm mở cửa trường với lớp 9 và 12 ở những địa bàn vùng xanh ổn định, thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn qua lại các em đủ lớn để có sự chủ động trong các tình huống. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu nghiên cứu phương án mở cửa thí điểm trường mầm non với nguyên tắc có sự đồng thuận cao từ phụ huynh. Nếu kết quả thí điểm tốt sẽ đánh giá để tiếp tục triển khai. Theo lộ trình tổ chức học trực tiếp được Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, việc tập huấn cho cán bộ, giáo viên công tác phòng chống dịch sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, họp phụ huynh học sinh khối lớp 9 và 12 trước ngày mùng 5 tháng 12 học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày mùng 10 tháng 12, ban đầu là khối 9 và 12, tiếp đó mở dần các khối khác. So với kế hoạch trước đó, thời gian tổ chức các công việc trên được đẩy lên sớm hơn khoảng một tuần, riêng mốc thời gian dự kiến học trực tiếp vẫn giữ nguyên là ngày mùng 10 tháng 12. Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường xét nghiệm điều tra dịch tễ cộng đồng ở những nơi nguy cơ cao như các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, trong đó lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới của SARS-CoV-2. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì vai trò của lực lượng công an là rất quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người nhằm quản lý người từ nơi khác đến bảo đảm chi trả các gói hỗ trợ xã hội đúng đối tượng. Phó Thủ tướng cho rằng đây là lúc thành phố Hồ Chí Minh phải nâng cao hơn một mức công tác giám sát y tế, dịch tễ đến từng người dân, từng nhóm đối tượng cần giám sát như người chưa tiêm vaccine, trẻ em dưới 12 tuổi, người già chống chỉ định tiêm vaccine, người có bệnh nền và phân công từng trạm y tế, từng tổ phản ứng nhanh theo dõi thường xuyên, thăm khám kịp thời ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải tăng cường xét nghiệm điều tra dịch tế cộng đồng ở những nơi có nguy cơ cao như các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, trong đó lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới của SARS-CoV-2. Theo Phó Thủ tướng, các quy định phòng chống dịch làm sao để người dân không giấu thông tin bị nhiễm mà báo cáo ngay cho sở y tế để được xét nghiệm điều trị từ sớm. Các hướng dẫn về xét nghiệm, xử lý ca nhiễm trong khu công nghiệp cần phải được cập nhật để các doanh nghiệp có ca nhiễm có phương án vừa xử lý nhanh chóng, hiệu quả mà không làm gián đoạn sản xuất đồng tình với kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh về kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành để thăm khám F0 qua mạng kết hợp với chăm sóc y tế tại chỗ. Phó Thủ tướng lưu ý, thành phố cần phải huy động y tế tư nhân tham gia điều trị F0, nhất là tại cộng đồng theo hướng quân dân y kết hợp ngay từ các trạm y tế lưu động. Tiếp tục với thông tin dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt lại các bệnh viện điều trị COVID-19 theo địa bàn các quận, huyện Thành phố sẽ chia các bệnh viện thành 8 cụm tương ứng với 22 quận huyện để tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 19 tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản gửi các sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng thu dung người bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia thành 8 cụm địa phương tương ứng với 22 quận huyện. Trong 8 cụm này sẽ có 10 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 ở các quận huyện và 8 bệnh viện giã chiến. Các bệnh viện và trung tâm hồi sức sẽ làm cụm trưởng cho 8 cụm này. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc phân chia các cụm nhằm thuận lợi cho việc điều chuyển người bệnh COVID-19 giữa các cụm với nhau, phù hợp với tình hình thực tế và tránh sự quá tải trong các cụm. Việc phân chia chỉ mang tính chất tương đối. Bên cạnh đó, thành phố vẫn duy trì 8 bệnh viện, trung tâm hồi sức ở tầng 3. Các đơn vị này sẽ làm cụm trưởng của 8 cụm địa bàn phổ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế trên địa bàn được phân công. Trong văn bản gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với trường hợp F0 không triệu chứng đã tiêm đủ hai liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành vào ngày 6 tháng 10, đặc biệt sử dụng thuốc Monopiravir, nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định là 14 ngày. Việc kéo dài thời gian cách ly cùng với một số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó tránh khỏi. Văn bản của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Trước tình hình này, để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc, điều trị f0, duy trì mục tiêu hạn chế trường hợp bệnh nặng và tử vong do covid-19, trên cơ sở đề xuất của 22 quận huyện và thành phố thủ đức để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, Sở Y tế Thành phố kính đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung như trên. chuyển sang các thông tin dịch Covid-19 đáng chú ý khác tại Hà Nội. Trước việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cổ nhuế một nói việc f không chậm được đưa đi điều trị do toàn thành phố quá tải, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho rằng phát ngôn này là không chính xác. Cụ thể vào chiều ngày 18 tháng 11, sau khi có thông tin về việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cổ nhuế phát ngôn trên báo chí không chính xác về công tác phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân quận đã thực hiện quy trình kiểm tra. Trước mắt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cổ nhuế 1 giải trình bằng văn bản toàn bộ nội dung trao đổi phát ngôn trên báo căn cứ và giải trình của lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cổ nhuế 1, quận sẽ nghiêm túc xem xét giải quyết theo đúng quy định về thông tin các ca bệnh dương tính quận bắc từ liêm cho biết ngày 16 tháng 11 ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của quận nhận được thông báo từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội về 3 trường hợp dương tính với sars cov 2 là ntn tqh ntm ở phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp với Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của phường Cổ Nhuế 1 tiến hành điều tra các ca bệnh. Quận đã liên hệ với các bệnh viện để chuyển các bệnh nhân đi điều trị và được bệnh viện giã chiến đền lờ tiếp nhận. Sau đó, quận thông tin lại với gia đình bệnh nhân chuẩn bị để đưa 3 trường hợp dương tính đi điều trị tại bệnh viện và yêu cầu 2 F1 cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân có ý kiến chỉ đi điều trị khi có cháu nhỏ đi cùng. Ban chỉ đạo quận đã chỉ đạo trung tâm y tế quận, ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường cổ nhuế 1 và các đơn vị liên quan đã tuyên truyền vận động, nhưng gia đình vẫn mong muốn cả nhà được đi điều trị cùng nhau. Cháu nhỏ và ông chưa được xác định dương tính. Đến 19 giờ ngày 18 tháng 11, cả gia đình đã được bệnh viện giã chiến đền lờ tiếp nhận với điều kiện có bản cam kết tự nguyện đi điều trị cùng gia đình. Trả lời câu hỏi vì sao F0 chưa được đưa đi cách ly, ông Chu Thanh Hà, Chủ tịch UBND phường cổ nhuế 1 lại nêu phóng viên có thấy là toàn thành phố đang quá tải hay không? Khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải dường bệnh hay không, ông Hà nói đang quá tải và cho biết trong chiều ngày 18 tháng 11, phường đang làm các thủ tục để đưa F0 đi. Liên quan đến phường đỏ duy nhất tại Hà Nội, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm cho biết trong 6 ngày gần đây, số ca tại phường Phú Đô đã giảm. Với diễn biến này, nhà chức trách nhận định khu vực đã qua đỉnh dịch Dự báo 7 ngày nữa sẽ hết dần ca nhiễm mới Cụ thể, ngày 13 tháng 11, phường ghi nhận 33 ca Ngày 14 tháng 11, ghi nhận 31 ca Ngày 15 là 42 ca Ngày 16 có 20 ca Ngày 17 là 17 ca Ngày 18 còn 11 ca Số ca Covid-19 chủ yếu ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa Hiện phường Phú Đô có 246 F0 điều trị tại các cơ sở y tế của thành phố Trong đó 90% không triệu chứng Số còn lại triệu chứng nhẹ theo đại diện của ban chỉ đạo. Dịch ở phường Phú Đô đã qua đỉnh, khoảng một tuần nữa sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch tại phường. Người đại diện này cho biết, ông cũng cho rằng số F không giảm bởi nhà chức trách đã đánh giá đúng tâm mỗi dịch là 3 tổ dân phố, số 1, số 5, số 6, đã thực hiện phong tỏa chặt cả vòng ngoài lẫn vòng trong 14 ngày và thực hiện xét nghiệm. Tổng số hội gia đình bị phong tỏa tại đây là 288, gồm 1.350 người, xét nghiệm 3 ngày một lần phường đã dừng và hạn chế tất cả hoạt động theo quy định khi dịch ở cấp độ 4. Để quản lý chặt chẽ vùng phong tỏa, 56 người được huy động để chốt trực ở khu phong tỏa, bao gồm cả dân quân, công an và các phường khác hỗ trợ. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Hội phụ nữ của quận đã bố trí hội viên cung cấp rau thịt, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Tuy nhiên, theo đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Nam Từ Liêm, do hiện nay giao thương mở cửa rộng rãi, chắc chắn F0 còn tăng, khi đó F1 phát sinh rất nhiều, các khu cách ly tập trung sẽ nhanh chóng quá tải. Ổ dịch Vùng Phú Đô được phát hiện từ ngày 4 tháng 11 đến nay ghi nhận 246 F0, khoảng 280 F1. Trong 246 F0 có 79 người dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine, chiếm khoảng 30%. Trong những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 ở khu vực Đông Nam Mộ, đồng bằng sông Kiểu Long, miền Trung có dấu hiệu gia tăng đặt các tỉnh thành phải tính đến khả năng chịu đựng của hệ thống y tế địa phương, thậm chí có tỉnh đã lo ngại mất kiểm soát. Tại cuộc họp với thường trực tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận vào sáng ngày 18 tháng 11, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh này bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trong những ngày qua và phải đối mặt nguy cơ mất kiểm soát dịch trên địa bàn. Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, hiện nay xuất hiện tình trạng quá tải ở nhiều khu cây ly tập trung khi F0 và F1 liên tục gia tăng các địa phương chưa tích cực triển khai cách ly F0, F1 tại nhà, khiến cho các khu cách ly điều trị tập trung càng quá tải. Hệ thống y tế thiếu nhân lực trầm trọng. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên chỉ đạt 28,2%, mũi 1 đạt 91%. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết đã kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét chấp thuận nâng cấp độ dịch tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu lên cấp độ 4, hiện đang ở cấp độ 3. Tại Đồng Nai, từ khi nới lỏng giãn cách, số ca F0 ở Đồng Nai vẫn ở mức cao, từ 500 đến 1.000 ca một ngày. Trong đó, F0 cộng đồng luôn trên 200 ca. Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, để kịp thời xử lý F0 trong cộng đồng và điều trị F0 tại nhà, Đồng Nai đã yêu cầu thành lập gấp các trạm y tế lưu động. Tại Quảng Nam, những ngày qua liên tục ghi nhận nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng. Đáng chú ý, ngành y tế đã ghi nhận 25 học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, thuộc phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn và hai công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc cũng liên quan ổ dịch tại ngôi trường này nên nguy cơ bùng phát dịch trở lại tại khu công nghiệp là rất cao. Ở Quảng Trị, dịch lan rộng tại huyện miền núi vùng biên. Cụ thể, từ đầu tháng 11, dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát tại hai huyện vùng cao Hướng Hóa và Đắk Cơ Đến ngày 18 tháng 11, tại huyện Hướng Hóa có 98 ca nhiễm. Trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 11, từ ổ dịch ở thị trấn Lao Bảo đã lây lan xuống các địa bàn ở xã Mò và thị trấn Cơ Rông Cơ Lăng thuộc huyện Đắc Cơ Rông và xã Vĩnh Khê thuộc huyện Vĩnh Linh với hàng chục ca bệnh. Còn tại Vĩnh Long, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Vĩnh Long cho biết số ca mắc mới liên tục ghi nhận lên đến 3 con số. Đáng chú ý là số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm. Đại dịch COVID-19 tới nay đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.400 người dân Việt Nam. Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ tối nay, ngày 19 tháng 11. Đồng thời, đúng 20 giờ 30, các cơ sở tôn giáo, chùa, nhà thờ cùng đánh chuông tưởng niệm. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại các điểm cầu bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tưởng niệm đồng loạt diễn ra tại Hội trường Thống nhất số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Các cơ sở tôn giáo, chùa, nhà thờ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20 giờ 30 ngày 19 tháng 11. Ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, tổ chức thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè và kênh Tàu Hủ Bến Nghé vào lúc 20 giờ 35 phút. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân tắt đèn thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân để tưởng niệm vào lúc 20 giờ 30 phút. Tại Hà Nội, người dân thủ đô được vận động tắt đèn và thắp nến lúc 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch. Theo kế hoạch tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lễ tưởng niệm diễn ra tại công viên thống nhất lúc 20 giờ, dự kiến kéo dài 30 đến 45 phút được truyền hình trực tiếp. Khoảng 300 đại biểu tham dự, gồm cả đại diện những gia đình có người mất do COVID-19. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, ngoài hai điểm cầu chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương khác, các tổ chức tôn giáo có thể lựa chọn hình thức phù hợp để hưởng ứng. Trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm, Mặt trận đề nghị các cơ quan trung ương và địa phương hạn chế hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí. Các đài truyền hình tạm ngừng phát sóng các chương trình này và ưu tiên tiếp sóng lễ tưởng niệm từ đài truyền hình Việt Nam. Lễ tưởng niệm như một dịp để mọi người lắng lòng, soi dịu những nỗi đau mất mát và đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết quý trọng cuộc sống an lành hiện tại, sống có ích hơn trong tương lai. Thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống. Hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.